sư Như xin nước qua phương danh Phật tử đóng góp cứu trợ đồng bào Bảo Lộc các tỉnh miền Trung. Bây giờ thì sư Như xin cảm ơn cái phần của sư Như nhận được từ các Phật tử xa gần ở Việt Nam cũng như hải ngoại, và nhất là Phật tử Thanh Tịnh và chư huynh đệ ở Mỹ đã gửi về cho sư Như, gồm có gia đình Sầm Diệu Quân 200 USD, gia đình Hứa Kim Ngọc 200 USD, gia đình Nguyễn Tốt và Lan Quảng Huệ 100 USD, gia đình Trần Sanh Đạo 100 USD, gia đình Lý Bạch Yến 50 USD, gia đình Nguyễn Thị Phước 50 USD, gia đình Nguyễn Hồng Đức 80 USD, gia đình Đức Quỳnh và Thái Thị Hiền 100 USD, gia đình Mùi Văn và Liên Chương 80 USD, gia đình Phạm Văn Sáu và Nguyễn Thị Đáng 100 USD, gia đình Phạm Thị Kim Trung và Trần Khánh 100 USD, gia đình Phạm Trúc Mai 50 USD, gia đình Nguyễn Thị Đào 20 USD, gia đình Xuyến Hà và Diệu Đào 50 USD, gia đình Hạnh Ngọc Quý 100 USD, gia đình Võ Thị Hai Pháp Danh Thanh Tịnh 70 USD, gia đình Nguyễn Thị Bông 20 USD, gia đình cô Siêu 100 USD, gia đình cô Quyên 100 USD, gia đình cô Hương 100 USD, gia đình cô Trina 100 USD, gia đình Thể và Trí 200 USD, gia đình chị Nhung 200 USD, gia đình Tâm Ngọc 50 USD, gia đình chị Tammy 50 USD, Trần Thị Hương 25 USD, Trần Kevin 25 USD, cô Giang Cúc đại diện cho 4 vị, mỗi vị cũng 10 USD, tổng là 40 USD. Như vậy tổng số tiền Thanh Tịnh đã gửi về theo danh sách này là 2.340 USD. Sư Như xin thay mặt đồng bào các tỉnh miền Trung, kể cả tỉnh Khánh Hòa, đồng cảm ơn và chúc tất cả quý vị trên đất Mỹ, mặc dù xa quê hương nhưng mà tâm tình quý vị vẫn thấy mình gắn bó rất nhiều với quê mẹ Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của sư Như và do chú Nguyên Tùng Diệu Thủy đã quyên góp, một là gia đình Phật tử Dương Thị Mì pháp danh Diệu Thanh và con gái là Nguyễn Thị Hồng Châu tại Mỹ Quốc đã góp phần 500 USD. Phật tử Ngô Thị Thông pháp danh Quảng Tân, công ty Ngô Hàng Long Thành Đồng Nai 50 triệu, gia đình Phật tử Quảng Cẩn, Quảng Tâm, Minh Thịnh 20 triệu, và sau đó thêm 1.000 USD. Gia đình Trần Bảo Toàn pháp danh Quảng Diệu 20 triệu, gia đình này ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình Trần Thị Được pháp danh Thiện Lộc 10 triệu, cũng quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Và gia đình cháu ở Mỹ Quốc Nguyễn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Tố Nga đóng góp thêm 400 USD. Gia đình ông Bùi Khang ở An Giang 15 triệu cộng 100 USD. Gia đình thầy cô Phạm Hùng Dũng pháp danh Trí Kiệt 10 triệu cùng với gia đình là cùng với gia đình Trần Thị Thanh Thanh pháp danh Diệu Quý quận 3 Di Đà Phật, và gia đình Quỳnh Văn Mười Trần Thị Chi ở quận 10 5 triệu. Gia đình Trần Thị Được pháp danh Nguyên Phúc quận Bình Thạnh 1 triệu. Gia đình Võ Hồng Phúc pháp danh Thiện Đạt 1 triệu. Gia đình Nguyên Tùng Diệu Thủy cùng hai con là Thanh Phúc Diệu Hạnh 100 triệu đồng Việt Nam. Trong đó đã đóng góp rất lớn cho các sư cô ở chùa Cô Ân cũng như là trường Trung cấp Phật học. Và Nguyễn Tiến Thịnh pháp danh Thanh Phúc 2 triệu 452 ngàn Việt Nam đồng. Bên cạnh đó thì sau khi tiến ra Nha Trang để đến tỉnh Ninh, đến Nguyễn Hòa thì chú có nhận thêm điện thoại của gọi là chú Đức Tiến, mà qua danh sách đó thì nhận thêm là của Linh Trần 3 triệu đồng Việt Nam, rồi qua Pho 100 USD, Giang Pho 100 USD, Trung Nguyễn 200 USD, Kim Lê 50 USD, Hạnh Định 50 USD, và số còn lại là của Trang Viết Trần và Phan Pho tương đương với 1.470 USD. Tổng cộng của chú Tiến gửi về là 2.000 USD, và trên đường đi chú cùng Diệu Thủy đã nhận được. Như vậy là tổng số tiền qua danh sách của chú Nguyên Tùng và Diệu Thủy đã gửi cho sư Như trong chuyến đi này là
325.560.000 đồng Việt Nam. Tổng số tiền như vậy là quá lớn cho một chuyến đi. Sư Như xin thay mặt đồng bào các tỉnh miền Trung, nhất là ở tỉnh Khánh Hòa thuộc huyện Ninh Ích, dặn giả Tu Bông, cảm ơn quý vị rất nhiều và sự hỗ trợ cúng dường cho quý cô.
đói cha ơi. Xa quê tuổi thơ con đâu biết gì, ràng ơi mà nghe nước non non nước Việt Nam, tìm về chốn đây miền quê yêu dấu ngày xưa, cho con ôn lại những bài ca thường thì đương nhiên phải vật lộn để mà kiếm được cái công
Minh Áo. Chắc chắn chúng ta cũng không ít nhiều tạo vô vàn tội lỗi, vì vậy cho nên lại Phật cho con xin sám hối. Và đồng thời quý vị cố gắng niệm Phật nha. Niệm Phật không mất tiền một bạc gì hết, nhưng mà nó là những cái viên ngọc mani sẽ lắng động rồi sẽ giúp cho quý vị vượt qua những cái khó khăn. Bởi vì Đức Phật nói sở dĩ mà chúng ta có cái đủ lục đây, có những cơn bão đây, là do chúng ta tham sân si phiền não tạo ra những nguyên nhân đó, cộng thêm với nguyên nhân là chúng ta phá rừng phá núi rồi xâm phạm đến cái loài thủy sản lớn bé gì chúng ta cũng bắt hết, cho nên đây là vấn đề. Và chúng ta là lấy cát lấy đá vân vân, nói chung những cái điều kiện đó nó tạo cho thiên nhiên một cái cơn mưa lớn mà nó không còn cái nước để mà nó động lại, vậy cho nên nó mới tràn vào thôi. Thôi thì tùy ở quý vị cái duyên nha, quý vị phải cố gắng cầu cho quê hương mình. Bây giờ chúng con bằng lời kinh, bằng niệm Phật cho quê hương bớt đi khổ đau, bớt đi thiên tai nạn lũ, cái đó là chính ở quý vị đây. Còn chúng tôi những người ở phương xa đến chỉ là đôi chút tấm lòng sẽ chia, không đáng giá gì đời sống thứ gì đâu. Thôi thì hôm nay lại Phật cho chúng con dân tròn ước nguyện, cầu cho ngôi chùa Phú Mỹ này sống được thành tựu những ý nguyện. Đại Phật tử đến đây cũng có một cái nét tôn vinh, và đồng thời mình cũng hãnh diện với những ngôi chùa khác, vì đây nó là cái bộ mặt của thành phố Quảng Ngãi. Mà nếu mà chúng ta cứ để chùa lục sục như vậy hoài thì chúng ta cũng buồn lắm, phải không quý vị? Thôi thì như nói ít từ gì cũng nhiều nha. A Di Đà Phật. Và bây giờ thì xin thay lời quý vị cảm ơn và chúc tất cả quý vị an lạc nha. Rồi phần quà gửi đến quý vị hôm nay thì gồm có một phần gạo mình ký, một phần mì, và gửi thêm cho quý vị 200 đồng nữa, để 200.000 đồng nữa để cho quý vị về mua thêm mắm, mua thêm muối, mua thêm đường gì đó nha. Vì đường xa cũng không có mua được cái gì nhiều, xin quý vị cảm thông cho. A Di Đà Phật. Rồi là chùa Phú Mỹ, thôn Bình Đặng, tỉnh Ấn. Chúng con và toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng vô cùng cảm động và cảm niệm tấm lòng của thầy đã thương tưởng đến con ở vùng xa cùng toàn thể quý Phật tử. Những người Phật tử này là những người đã gắn bó với con hàng 4 năm từ khi con về đây tới giờ. Hôm nay con rất cảm động. Thầy đã thường nghĩ đến con, mỗi lần thầy đi miền Nam đều nghĩ đến con và thương tưởng và tâm đến với Phật tử của con. Con không biết nói gì hơn, chân thành cảm tạ thăm ân của thầy cùng với Phật tử phương xa, phương gần, chị Thủy, chú Tùng cùng toàn thể phái đoàn, quý Phật tử có mặt như không có mặt. Gửi đến lòng biết ơn sâu sắc nhất cùng đồng thể với Phật tử. Chúc con kính chúc thầy có thể kinh an mãi là bóng cây đại thọ che mắt của chúng con trên bước đường giải thoát, và cầu chúc toàn thể quý Phật tử trong phái đoàn luôn được sức khỏe dồi dào, gia đình luôn hạnh phúc an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Lời Phật chứng minh công đức nha. Thì bây giờ Thủy ơi, đại diện để mình gửi đến vô đây. Cái phần quà này cũng rất khiêm tốn. Giá cho khi nào các chùa xong là chúng tôi sẽ vận động rất nhiều quà để mà cho đồng bào, ít nhất cũng vài trăm phần ở đây. Nhà nản khánh thành chắc vui lắm ạ. À, nha. Nhà A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì như cho Thiên Như ăn này ăn. Con đưa thầy thùng mì đấy. Dạ. Mấy thùng mì quá. Hai thùng quá rồi. Chú thanh niên nào vô đây cái đi. Tụi con đó là ăn cơm xong, tụi con không vô cửa cửa. Thôi em ra cho ăn rồi. Cô ra đi. Dạ, bà nội sách về rồi vô liền. Đừng đừng nhận gì lo cho biết tí nha. Rồi, vui vẻ, bình tĩnh nha. Rồi, sắp thôi, sắp. Dạ, dạ. Cái này khỏi cần, cái này. Đi cắt thẳng ngang ra nha. Dạ. Rồi, vô. Đây, cầm tiếp rồi vô rồi. Để nó khác, để nó nhanh hơn. Được chưa? Vô liền, vô liền. Rồi, biết để gần xa, để chung góp cho chị đi. Bây giờ thì đang tặng quà tại Phú Mỹ, một cái chùa nhỏ rất là nghèo. Mà ở dân ở đây rất là dễ thương. Thì cùng vui với đoàn nha. Cùng chú làm phim rồi thì quý đệ sẽ thấy.
cũng vui vui cùng với đoàn trong cái chuyến đi. Cái này nhận dùm 2 cái. Tiếng ve kêu hè đã sang, nước sông uốn cong qua từng cánh đồng. Chiều chiều con nít vui đùa trên sông. Những sao tuổi thơ trên non nước này, bồi hồi con nhớ thơ âu. Đã góp cho chú Nguyên Tùng, Diệu Thủy và
như để chúng ta thay mặt có một chuyến đi này gửi đến quý vị một món quà khiêm tốn chỉ có 10 ký gạo một thùng mì và bên cạnh đó chúng tôi gửi đến một câu thơ. Trong câu thơ này có 300.000 đồng để quý vị về mua thêm chút muối, chút đường, chút dầu nào đó cho gia đình trong bữa cơm được bốc khói. Thưa quý vị, không nỗi đau nào của riêng ai. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Đó là ý thức riêng của chúng tôi trong cộng đồng của người Việt Nam. Chúng tôi xa xa lắm. Tại vì chúng tôi là những người sống ở miền Nam, hay nói là cực Nam. Cũng như là người ở miền Cà Mau đúng như thầy đã nói. Bà Thanh Như cũng rất thương miền Trung, bởi vì hàng năm ít nhất cũng 3 và 4 lần Thanh Như xuôi ngược trên tuyến đường này để đến với các tỉnh đó. Thật sự, từ tháng 8 đến bây giờ là Thanh Như đã 3 lần lướt qua đây rồi trong định. Nhưng hôm nay thì Thanh Như quyết tâm đến để xem tình hình như thế nào vì cũng chưa tặng mặt được thầy ở Bùn Đi. Có lẽ sẽ như một cú điện thoại thì không biết thầy có tin hay không, bởi vì mượn thầy mua gạo, mua mì. Mà nếu như bây giờ đòi không đến thì thầy tiền đâu mà thầy trả gạo mì này, phải không? Cho nên thầy nói thầy cứ yên tâm đi. Bởi vì ở đây nếu thầy không tin thì thầy xuống chùa anh Toàn thầy bài nợ. Bởi vì xin Toàn là cái chùa lần nào đi ngang thì cũng phải ghé mấy căn mừng quà cho mấy cụ già đó. Việt Nam ơi, nước mắt và hoa, tất cả những gì đã dày trên con đường gian khổ này sẽ tạo cho người Việt Nam chúng con một cơn ơi. Nhìn đến những cái ngôi nhà như thế này thì chắc chắn hàng năm cái gì phải chịu lục thôi. Bởi vì nãy chứ có nói chính quyền làm thế nào đó để tìm cách phát thủy, nhưng mà cái gì nói chúng ta đang ở gần hai con sông mà nói như thượng nguồn còn đây cái tay hạ luôn, cho nên chúng ta không có phương thức nào khác. Mà đã hạ lưu rồi thì chịu thôi chứ còn nói gì nữa vậy. Mà lại tôi cũng biết là ở đây 1965 trong cái thời kỳ đất nước chia đôi, anh em mình đã có một thời gian dài hơn 30 năm chia cắt tình Bắc Nam. Ở đây thì thầy nói có một cái gọi là như là cái địa đạo Củ Chi, phải không thầy? Đổ Hiệp Phú Nam gì đó. Mà thầy nói thảm nước Nga cái năm 1965, quýnh đề ở đây nghe bom đạn nhiều quá sợ rồi đến nó trốn phải không? Thì bên kia quốc gia tưởng chừng như đây là Việt Cộng, Mỹ nó đã dội bom và nó để cái gì cái nhạc gì đó, mà nhiều khi quýnh đề vô cứu cũng không được. Cho nên phải nói là cái đêm đó thầy nói chết nhiều lắm, số lượng người hơn cả 100 lần. Thế thành thật cùng với quý vị chia buồn và cầu nguyện tới chư hương linh đó đới nghiệp vạn sanh. Lạy Đức Thế Tôn, con người đang đối diện với nhiều khó khăn quá, lòng than quá. Chúng con đến đây với cả cõi lòng nghe như lòng mình đang cay rứt ưu tư, giọt nước mắt đông đầy. Vì cảm nhận cuộc đời ai cũng phải có một bát cơm ăn. Mà bát cơm ăn của người khán giả thì đầy đủ lương thực, đầy đủ những thức ăn cao đơn mỹ vị. Còn thức ăn của quý vị cũng là ăn cơm nhưng đạm bạc quá phải không? Nhiều khi cứ cá còn không mua nổi, làm gì đến những cái vị tươi ngon hơn, làm gì dám mua cái tôm, cái tép, nhân dân và tất cả. Thôi thì thưa quý vị, Đức Phật nói, mỗi con người chúng ta đang mang một nghiệp lực và số mạng khác nhau. Thế thì chúng ta cố gắng nhé. Bây giờ gần chùa thì quý vị nên cố gắng về chùa nếu thầy tạo điều kiện cho quý vị thọ bát quan trai, hoặc là ngày rằm ngày vía lễ Phật. Nhất là ngày đầu năm, một ngày quan trọng lắm sự chuyển mình của đất nước khi tờ lịch đã sang trang, thì chắc chắn ở đó toàn dân chúng ta đang phải cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện làm thế nào cho trên mọi miền đất nước không có lũ lụt, không có thiên tai, hoặc bớt đi thiên tai để cho chúng ta có cuộc sống rất ổn định. Thôi lời ít ý nhiều, sư như xin chia sớt cùng quý vị sự mất mát vừa qua. Nếu như có thiệt hại về người thì xin cầu nguyện cho được về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Còn thiệt hại về của thì xin chia sớt. Bàn tay nào chúng ta đưa ra, sức lực nào chúng ta đưa ra ở đấy, trời sẽ cho chúng ta lại những bữa cơm rất ngon lành. Ở đây nếu như đồng ạ sống ruộng đồng nương vai, cho sư như cầu nguyện đến quý vị qua ý niệm của câu nói mà người xưa thường bảo rằng: mồ hôi mà đổ xuống đồng, lúa mọc trụ.
trùng trùng sáng cả đồi nương. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị đồng an lạc. Con kính những cầu thầy cũng trong cái đó. Xin chân thành và bây giờ chúng tôi xin phát quạt.
Di Đà Phật. Trước nhất là gửi đến sư Hạnh Toàn, sư Hạnh Viên cùng các nam trong gia đình Phật tử là cảm ơn đã tạo điều kiện cho chúng tôi được đến đây gặp bà con. Và kế đó là thân gửi đến bà con, quý vị vô lão cùng các quý vị đang có mặt, lời chào mừng an lạc và chúc nhiều sức khỏe trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Kính thưa sư Hạnh Toàn cùng quý vị, thật ra thì chiếc đi này cũng chẳng tính ghé đây đâu, nhưng mà đối với sư Như mà đi ngang đây mà không ghé thì nghe nó buồn, cho nên ghé một chút. Nãy giờ sư Như ở trong huyện Nghĩa Hành tại chùa Vũ Liên thấy trong đó cũng quá là thảm, ngập lụt sâu xa nhiều nơi. Và kỳ này thì thưa vấn đề trong chảy dài các tỉnh miền Trung và nhất là thành phố Nha Trang, quyền của Ninh Hòa, nhân dân còn nặng nề hơn chúng ta nữa, cho nên đoàn cũng trọng tâm giải quyết cho như đó. Mà bây giờ thì dân viên cùng nơi, cho nên cũng phải chạy dài từ Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, nhân dân và tất cả nơi nào. Nói chung cũng bị ảnh hưởng cơn lũ vừa qua và cơn bão số 12 gây nặng nề cho các tỉnh. Tính ra trên toàn quốc hiện nay là mấy mươi tỉnh, nhiều quá, từ Bắc cho đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Cao Nguyên cũng đang có đóng chuyện như thế. Thôi thì không có gì mà không có nhiều cái gọi là chia sẻ trong cái đơn điều sống của con người hàng ngày. Chung tay với cộng đồng là một điều đáng trân quý. Chúng tôi ra đây với tất cả tấm lòng là do những vấn đề xa gần đã góp phần cho chú Nguyên Tùng, Diệu Thủy cùng sư Như để ba thầy trò trên một chiếc xe đi về dài. Đó là cái lý do mà sư Như đang có mặt hôm nay. Và kính thưa toàn thể bà con cô bác, tất cả chúng ta rất thân thương. Và có lẽ qua cái băng này, vấn đề xa gần không đi được thì nhìn thấy toàn là cụ già. Mà những cụ già này quá thân thương. Phải nói Quảng Ngãi chúng ta còn nhiều khó khăn lắm. Cũng có thể nói là một cái tỉnh nghèo. So với những tỉnh khác thì nó cũng đang khó khăn đấy, nhưng mà nó có cái lối thoát nhiều hơn Quảng Ngãi. Cho nên thưa chứ vấn đề đi đó đi đâu, vấn đề cũng nên dừng chân Quảng Ngãi một tí. Tức là kêu gọi cái tôn đức tăng ni, những người con xuất thân từ Quảng Ngãi hãy đem chút tình thương lại quê hương mình. Bởi vì ở đâu cũng có khó khăn, nhưng mà quê hương vẫn là trùm khế ngọt. Mong quý vị cố gắng tạo điều kiện để trợ duyên cho Nghĩa Hành vân vân và nhiều nơi khác nữa kìa. Nhất là trong cái toàn tỉnh của Quảng Ngãi, nhiều lắm mà nhiều lắm, phải không quý vị? Sơn Hà và Sơn Tây rồi đảo Lý Sơn vân vân cũng đều là khó khăn cả. Thật sự kỳ này thì tâm tình của sư Như hạ cho Quảng Ngãi mình tới 60 trong phần rồi đó. Tính ra đây rồi từ anh Thiên Hành rồi có gửi một chút quà ra đảo Lý Sơn. Tại vì má nhiều hàng đã vô đó, thành ra cũng gửi ngoại, không đi được, nhưng mà gửi tâm tình để chia sớt cái sự khó khăn của đảo Lý Sơn cũng mất mát quá nhiều. Bởi vì toàn đảo tính ra là có hơn 100 tỷ rồi. Một cái đảo nhỏ xíu như vậy mà hơn 100 tỷ thì còn gì để nói, thấy không? Coi như là người ta mất trắng. Thế thì hôm nay buổi chiều đến với Quảng Ngãi, nơi trụ sở tình yêu vẫn đã ấm áp tình người với mái chùa cho đỡ phần dân tộc. Sư Như rất mong sư Hạnh Toàn ở đây sẽ nối vòng tay lớn cùng với anh em Phật tử đang có mặt, sẽ có nhiều thiện duyên để đoàn được đến tới đây nhiều hơn nữa. Vì mỗi đoàn sẽ đến một chút xíu thôi, nhưng mà ấm lòng. Món quà hôm nay đến với vị thật là khiêm tốn, bởi vì sư Như cũng chẳng có đi đường dài, mà xe tải thì cũng không chở được, cái đồ trong Nam thì quá nhiều mà không chở được. Nào là trao tương, nào là đủ thứ trên của. Nhưng mà một chiếc xe tải ra đây nó cũng lắm tiền, tiền xe nhiều quá. Cho nên thôi thì bây giờ mua một chút gạo, một chút mì. Để gửi thêm quý vị một phong thơ trong này có 200 ngàn đồng. Để quý vị về mua thêm đường, thêm muối cho bữa ăn nó được đầy đủ, đậm đà tình nghĩa hơn nha. Thôi thì chúc bà con, cô bác mình vượt khó, vui vẻ. Làm thế nào đó để cho sư Hạnh Toàn cùng với Phật tử đây kiếm được quà thật nhiều cho Tết này nó được đầm ấm. Những người con xa quê hương, những người con đó sẽ dồn lại quê hương mình. Ta bảo rằng là Tết mãi thì sao, có nói sao vậy sư Hạnh Toàn? Xuân không bạn hữu, xuân không Tết, mà Tết thiếu quê hương, Tết không xuân. Câu nói đó cũng rất đậm đà tình nghĩa cho những người con đang ở phương xa, nhất là những người có ai ngoại. Nếu như quý vị đã qua đài, qua tin tức quý vị nghe được, thì trong cái ý nghĩa là người ta có một bài thơ
chùa xưa giữ lối đi về, mọi chùa vui sạch lời mê tiếng lòng, câu kinh gieo hạt từ tâm, khói nhang xua hết lỗi lầm trong ta. Dù ai đi khắp gần xa, chùa quê dần thấy rất là thân thương, biết rằng Phật ở mười phương mà Phật làng Phật của quê hương vẫn gần. Biết rằng ở bên Mỹ, Canada và các nước, ở đâu thì cũng có chùa hết, nhưng mà chắc chắn mấy chùa quê hương vẫn đậm đà. Nơi nào có gì cấp tiết cấp, nơi đó sẽ cho chúng ta quê hương là chùm thế ngọn. Chúng tôi xin chân thành chia sẻ sự khó khăn của bà con, nhất là những ông cụ già, bà cụ già. Lời chào mừng và chúc con hiền giáo thảo để tuổi già cái gì không nhạt nhòa với tháng năm. Xin chân thành cảm ơn và chúc sư cùng quý vị tự thân an tâm lạc A Di Đà Phật. Rồi bây giờ xin nói quý vị sắp xếp các hàng đi rồi phát quà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xa xăm nơi nơi ngập tràn nước lũ, miền Trung yêu thương bao năm khổ không cay cay, đến nay nước về cũng trôi tất cả đi rồi. Hỡi cao xanh ơi, có ai thấu chẳng nỗi lòng người dân tan miền Trung yêu thương bao năm khổ không cay
Và giây phút này thì cho chúng tôi gửi đến quý vị lời chào mừng chung, chúc an lành đến tất cả quý vị. Và chúng tôi biết tờ lực thì cũng đã sắp sang trang rồi. Năm mới cũng gần về cho chúng ta. Một cái lễ Noel và một cái Tết dương lịch cũng đang chuyển mình theo năm tháng. Gửi đến quý vị lời chào mừng có nghĩa là chúc một năm mới vô lượng an lạc và kiếp tường. Bởi vì chặng đường dài thì đến Tết chúng tôi không thể nào gặp lại quý vị nữa. Cho nên nguyện cho quý vị chân chính đá mềm, mỗi gia đình hạnh phúc an khương. Và nhớ niệm Phật theo đạo nào cũng được, nhưng quý vị nhớ có niềm tin đối thượng. Bởi con người chúng ta sống là phải mang hai ý niệm. Thứ nhất là trên tinh thần của vật chất chúng ta phải có. Mà cái vật chất thì người ta gọi là hạ đẳng. Còn nếu như chúng ta phải hướng thượng, tức là trên đẳng cấp của siêu linh, tâm linh đó, chúng ta sẽ có một cái gì, ý thức đạo đức để vươn tới những cái đỉnh cao của trí tuệ. Thì chúng ta phải có một niềm tin, chúng ta phải giữ tin và chúng ta phải biết niệm Phật làm lành đến giữ nhân dân. Chính những điều kiện đó, quý vị sẽ tạo nên cho chúng ta có một nền văn hóa thân thang. Chúng tôi đang sống trong cái khổ gì? Chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị, sự khó khăn nào thì chúng tôi cũng cố gắng cầu nguyện. Và khi mà nghe có tin nào ở miền Trung thì chúng tôi trong Nam cũng sẵn sàng chia sẻ từ nhỏ thôi. Món quà hôm nay đến với vấn đề, quý vị có một bao gạo, một thùng mì. Chiều nay về hái thức rau, món mì làm canh và gửi thêm cho mỗi vị một con thơ 200.000 đồng để quý vị về mua thêm mắm, mua thêm đường, mua thêm chai dầu gì đó để mà những bữa ăn được trọng đà tình nghĩa. Xin cảm ơn và giúp tất cả quý vị đồng chí và xin chúc mừng Phật cũng nhận được ơn được tặng quà. Giờ ngày mai chim bay về rồi, giờ ngày mai nước đi về biển, rồi ngày mai gió ra ngàn cơn, giờ ngày mai chim bay về cuối đời, trả lại đất trời rồi bài hát cuối ngày mai. Ôi cũng vô tình ta có công mất. Rồi tàn mộng có không mất nổi rồi ngày mai chúng ta tan thảo rồi ngày mai cánh chim về rồi ngày mai mong ta tóc mắt hồng cuộc đời bình bằng tàn mộng. Ôi cũng vô tình ta có không mất rồi ta mãi mang, có không mất rồi mong hoàng. Xin cho con niềm tin biết tới, xin cho con chiến thắng vay đi cho cuộc tươi mát ngày mai. Tiền là quan trọng, kiểm tra nghe mọi người. Cho Tư Như cùng chúng Liên Tồn Diệu Thị gửi đến quý vị nồng hậu trong tâm tình cảm ơn và chúc tất cả quý vị gia đình con cháu được an vui trong cuộc sống. Qua băng này thì quý vị thấy ghi rất là rõ và đồng thời cũng rất là tạm lực trong đó. Có gì chúng tôi cũng ghi hết đại đơn đại diện cho nó vui. Chặng đường dài thì đương nhiên có nhiều chùa nhiều nơi lắm. Anh đi đầu bằng nơi nào đến mình cũng thấy vui và nơi nào đến thì đồng bào cũng còn quá yêu thương. Mong rằng ngày mai đất nước Việt Nam sẽ có được một phương hướng nào đó, thiên tai giảm đi thì chắc chắn rằng Sư Như cũng như là chú Liên Tùng cũng không dám làm phiền với chuyện nhiều. Bởi vì mỗi lần đi mà nếu không có cái gì góp duyên thì chắc là không đi được. Vì vậy cho nên cũng rất cần cái gì thôi thì cầu chúc cho cái gì đồng tiền mà cái gì gửi cúng dường, gửi để trợ duyên cho Bảo Lục. Tuy nó mất đi đó nhưng mà nó sẽ được bù trừ lại một cách rất cao nghị trong cái niềm phước đức của đại gia đình mình. Xin cảm ơn và chúc tất cả quý vị đồng an lạc. Và bây giờ tại chùa Quả Long này cũng là kết thúc một chuyến đi dài trong một tuần lễ của Sư Như và chú Liên Tùng Diệu Thị. Xin cảm ơn và cảm ơn A Di Đà Phật.
cho ai vơi đi nỗi đau trong lòng. Trang nước lũ miền Trung yêu thương bao năm khổ không cay cay, đến nay nước về cũng trôi tất cả đi rồi. Hỡi cao xanh nơi có ai thấu chẳng nỗi lòng người dân tan thương. Lời chào mừng, chúc an lành của một năm mới và gia đình luôn hạnh phúc, an vui. A Di Đà Phật.